Thấy em ở nơi kém chất lượng như vậy, anh thấy thật sự không an tâm. Nhà em nghèo mà, em phải chấp nhận ở vậy thôi, chứ em đâu biết làm sao đâu. Hay là em dọn tới nhà riêng của anh ở đi, ở bên đó rộng rãi, thoải mái, tốt cho việc học tập và phát triển của em nữa. Nghĩa là ở với anh luôn? Ừ. Nhưng mẹ cũng phải biết chỗ ở của con chứ, lỡ có chuyện gì thì còn biết đường mà tới. Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi, con tự biết sống như thế nào là tốt mà. Thôi con bận rồi, có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Ủa, mẹ em mới gọi hả? Ừ. Mẹ em nói á, lên đây coi em ở như thế nào. Mẹ mà biết em sang đây ở với anh là mẹ sẽ la em đó. Em có quan tâm gia cảnh nhà anh như thế nào không? Khi mà em đã yêu một ai đó rồi á, thì em yêu và cảm nhận bằng cả trái tim mình, chứ em không có quan trọng gia cảnh. Thực sự là ở bên anh em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Em cảm thấy được anh che chở, và anh còn là chỗ dựa cho em nữa. Em đang rất là tò mò, không biết ai đã lọt vô mắt xanh của anh hai rồi. Hả? Con có bạn gái rồi hả? Dạ. Anh đâu nổi. Đưa lẹ nó về đây để bà diễn.